Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 21 tháng 10, tại đầu đèo Mimosa, đường Khe Xanh, phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người bị thương, các phương tiện lưu thông khó khăn. Thời điểm trên, xe ô tô do ông Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1964, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt điều khiển, va chạm xe taxi do anh Hứa Xuân Nhân, sinh năm 1991, ngụ thành phố Đà Lạt điều khiển. Cú va chạm khiến xe taxi lao vào chiếc xe tải do anh Lương Mạnh Hùng, sinh năm 1989, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Hùng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Do vụ tai nạn xảy ra khu vực đầu đèo Mimosa, lưu lượng phương tiện lớn, nên lực lượng chức năng điều tiết các phương tiện từ trung tâm thành phố Đà Lạt xuống đèo đi theo các hướng khác như Hồ Tuyền Lâm, Trại Mát. Phương tiện lên đèo được điều tiết lưu thông chậm để đảm bảo an toàn. Đến 20 giờ 30 phút, đèo Mimosa đã lưu thông bình thường hai chiều lên xuống.